em ơi, hôm nay chị sẽ dùng một chiếc xe cẩu màu vàng và một chiếc xe tải màu xanh để đi xúc các đồ vật, các con vật để từ chiếc xe cẩu để chuyển lên chiếc xe tải để chúng mình cùng chơi nhé. Đi thôi. Đây, chị sẽ dùng cái này để múc nhá. Ui, chúng ta đang nhìn thấy một cái cái gì đây? Cái túi thần kỳ à? Của bạn Thỏ đấy. Xúc vào đây nhá. Đấy. Wow, để chị kiểm tra xem ở trong cái túi này có cái gì nhá. Hình như ở trong túi này có gì ấy. Ui, các em ơi, đây là cái gì nhỉ? Wow. Ôi, bóng bay gì xua. Bóng bay này. Chị thử trên là cái quả bóng bay này. Xem là nó có nào. Nó có lên được không nhá? Nó có thành quả bóng được không nhá? Bắt đầu nhá, mọi người. Thêm một quả nữa nhá. Chị bơm to quá. Quả này bơm nhỏ hơn một tí nhá. Hay là quả này nó bị lỗi nhỉ? Ui, xem còn cái gì nữa trong này không nhá. Ui, ở trong này còn rất là nhiều kẹo nữa các bạn ạ. Wow, này, còn quả bóng to đùng này. Kẹo bảy màu. Kẹo bảy màu này. Chị ăn thử xem có ngon không nhá. Wow, ngon thế. Anh Chu có ăn không? Có, cho anh xin một cái này. Chị ăn trước đây. Ngon lắm chú ạ. Tí nữa chú về ăn sau nhá. Wow, đi nào, chúng ta lại đi tìm tiếp thôi. Đi, đi nào. Đi. Đi, 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 đi. Ui, có phát hiện một bạn Thỏ này. Đây không phải Thỏ đâu, đây là bạn Mickey đấy. À, bạn chuột à? Hóa ra là bạn chuột Mickey này. Nào. Chúng ta cùng các bạn đi lên đây nhá. Chiu. Ui, bạn chuột Mickey này. Đáng yêu chưa? Bạn chuột Mickey Warner này. Xinh xắn, đáng yêu quá đi. Chào các bạn nhá. Bây giờ Mickey cho Mickey lên xe để đi chơi nào. Chúng mình lại đi tiếp tục nhá. Lên lên lên. À, có cái bạn gà. Ui, có bạn gà này. Gà này có chạy không? Gà hồng đẹp quá là đẹp. Ôi, gà hồng đẹp. Đẹp quá. Cho bạn gà hồng lên xe. Để chúng ta đi tìm tiếp bạn khác nha. Đi, chúng ta lên đi tiếp thôi. Đi. Đi thôi, đi thôi. Đây, tôi lại nhìn thấy bạn ếch rồi. Ui, có một bạn ếch. Ui, bạn này biết nhảy đấy anh ạ. Để cho bạn đi nhảy đã, xong thì mình hãy tắt bạn lên xe nhé. Nào, ếch nhảy đâu, đi. Đâu, ếch biết nhảy á. Ôi, 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 bạn ơi, bạn ếch nhảy siêu chưa? Cho bạn ấy đói chưa? Rồi, bạn ấy đói, bạn không nhảy được đâu. Bạn ấy nhảy siêu lắm đấy, mọi người. Bạn ăn cho bạn ăn vài cái kẹo đấy. Đấy, thấy chưa? Bạn ăn kẹo rồi, bạn khỏe chưa? Đấy, bạn nhảy siêu chưa? Đấy, đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Ôi, thật. Wow. Ôi, ngon, ngon rồi. Rồi, cho bạn lên xe nhá. Rồi, cho bạn lên xe đi. Tiếp tục đi này. Đi, chúng ta đi tiếp này. Ui, ở trong này có một cái giỏ. Không, có một bạn Thỏ trắng nằm phơi nắng. Ui, cái giỏ này có một bạn Thỏ trắng nằm phơi nắng, anh Xu ạ. Ấy, cẩn thận. Nào, bạn lên đây nào, lên xe để chơi nào. Lên đây. Wow, này, bạn Thỏ trắng đáng yêu chưa? Rồi, bọn mình tiếp tục đi xem tìm bạn khác nữa nhá. Wow, ở đây có một bạn. Đây, đây là bạn cá ngựa xanh. Bạn cá ngựa à? Bạn cá ngựa xanh à? Rồi, để chúng sẽ lấy bạn cá ngựa xanh này lên xe nhé. Sự trợ giúp nào. Cố lên đi. Lên rồi. Ở đây còn một bạn nữa này. Đó. Bạn này là bạn. Ôi, khủng long xanh đấy. Nhưng mà bạn ấy bị dính mực này. Chúng mình mang bạn ấy về để tắm cho bạn ấy thôi. Đúng rồi, tắm thôi chứ. Đi. Đây, đấy. Đi, chúng ta đi tiếp nào. Wow, một xe đầy các đồ chơi rồi đây này. Đó, tiếp tục nào. Đi nào. Ui, ở đây còn có một chú. Bạn gì đây? Đó. Đây, để chị cho lên nhé, để xem này bạn gì nhé. Bạn cho sói, chị ơi. Bạn cho sói à? Đến đây nào. Ôi, trời đập quá. Đầy quá, bạn mình ngã xuống rồi. Đây này. Ôi. Đây này, chị Su này. Ui, đây là lọ ăn ngủ ngon của các bạn nhỏ đấy. Hình con gấu này. Đẹp lọ này ăn ngon lắm. Ở trong này có cái gì đấy nhỉ? Ở trong này có những loại kẽm để ăn ngủ ngon đấy. Yeah. Và mình mang về cho bạn Si đi. Để cho mọi người nữa nhé. Cho bạn Si đi. Mọi người nhé. Đi. Chúng ta đi tiếp đi. Wow. Lên, lên, lên. Đi. Wow. À, bạn gà. Ui, đây là bạn gà. Ui, bạn gà. Bạn gà này hình như là biết chào mọi người ấy. Để chị xem nào.
Này đi, ra này đi nè. Ui, bạn gà siêu chưa này? Ui, bạn gà siêu quá. Ôi, à bạn, ôi giời, bạn đang tìm thóc ăn nè. Đi từ từ thôi, không lại ngã. Thôi, cho bạn gà vào xe của mình đi. Đi. Của mình đi về đi, cổ lên đây nào. Vài ba lên. Ui, chúng ta đã đầy một xe rồi anh Xu ạ. Thôi, bây giờ chúng ta chở cái xe đồ chơi này với cả xe các bạn nhỏ này về kia đi. Đi. Đi, ta đi thôi.